Không phải con bố mày. Có chút gì đấy? Bố mày là ai không? Có chút gì? Đi thẳng lên sân nào. Em có biết đâu. Có biết bố mày là ai không? Anh ơi, em xin anh, con này nó mới à? Anh ơi. Chúng mày đây là cabe hay là một lũ chó điên hả? Hôm nay bố mày cho đóng cửa quán này luôn nhá. Anh thấy nó thế nào ạ? Em chào anh Sĩ ạ. Giới thiệu với anh, đây là em Quỳnh. Chào anh Sĩ đi em. Em chào anh Sĩ ạ. Chào em. Trên người em, chỗ nào là đáng giá nhất? Anh ơi, với em Quỳnh đây thì chỗ nào cũng hay cả. Quan trọng là anh thích chỗ nào thôi ạ. Chỗ này à? Hay chỗ này? Anh ơi, em mới anh. Vào đây uống rượu với anh. Nào, rót rượu cho anh đi. Nào, nhanh lên. Ngồi xuống đây với anh. Uống nhá. Em uống đi. Kìa, uống đi. Ôi. Để anh. Ngồi vào đây với anh. Uống nhiều rồi hay sao? Mà giọng nhựa thế. Anh nói cho chú biết, anh làm cái nghề này ngót nghét chục năm trời. Không dễ gì kiếm được một con ngon như nó đâu. Anh đảm bảo với chú. Khứa của chú, nhìn thấy ảnh của nó là xuống tiền ngay. Mà này, nhẹ nhàng với nó thôi nha. Đừng để nó sợ. Thằng Sĩ nó gọi cho anh à? Chả nó thì còn ai vào đây nữa. Mà này, không hiểu là hưng phấn vì rượu hay vì sắc đẹp của con Quỳnh mà giọng nhựa lắm rồi. Này, anh hỏi chú, có bao giờ khách hàng máu phá trinh rồi sướng quá bỏ tiền ra mua đứt hàng của mình mang làm vợ không? Nếu có chuyện đó xảy ra thì sao? Thì lúc đó hãng ngay. Nhưng chắc anh không bán đâu. Anh để con này khai thác dài dài. Đây, mùi mít của anh lên đây. Có cả mùi hồng nữa nhá. Ôi đấy, xảy bét nhảy ra thế này còn làm ăn được gì. Không khéo tí nữa lại quên mất thưởng cho em đấy. Tiền ấy thì anh không thiếu. Mà chủ yếu là thái độ của My. Có lần nào em không chu đáo với anh không? Đây, tiền anh vừa đi họp lúc chiều về cho My. Có cái này thôi á? Chờ tất. Mẹ yêu nhất luôn. Hay là con đi xuống trước đi, rồi em xuống sau. Đi toilet một tí. Nhớ đừng bom anh nhá. Thôi rồi em nhớ rồi. Đấy, nhớ.
anh đi cẩn thận. Khổ chưa? Là con Lan không đưa thuốc chống say cho à? Sao nôn kinh thế? Cái con khốn nạn này, lần đầu tiên đưa em nó đi tiếp khách mà chẳng chuẩn bị chu đáo gì cả. Có cần chị chỉ cho mấy bài không? Đầu tiên em phải nhớ là nếu như em không muốn thì chẳng có thằng nào có thể ép em được. Khách không cần một con hàng không ngoan ngoãn, mà khách không cần thì chủ cũng không cần. Vì thế em chỉ cần... Nhớ chưa? Bố mày là ai cơ? Có chuyện gì? Đi ra cho xem nào. Anh có biết đâu. Mày biết bố mày là ai không? Anh ơi, em xin anh, con này nó mới à? Sao anh lại... Anh ơi! Chúng mày đây là cà phê hay là một lũ chó điên, hả? Hôm nay bố mày cho đóng cửa quán này luôn, nhá! Anh ơi, anh có làm sao? Anh ơi! Đi cái gì? Cút mẹ mày đi! Tại sao mày cắt nó? Tao nói mày thế nào rồi? Hả? Hôm nay mày là mất một khoản tiền của lão. Mày xác định đi em à. Chị ơi, em nghe người ta bảo là nếu như mình làm cho khách nổi giận hay không thích mình thì ông ta sẽ không muốn giữ mình lại nữa. Ai nói mày như thế? Ai nói? Lúc đi nhà vệ sinh em gặp chị My ạ. Chị bảo là ông này ông ấy rất bệnh hoạn, nếu như em cứ ngoan ngoãn không làm gì thì ông... Trời ơi, mày có biết con My là con nào không? Nó là con chuyên gia bơm kích chọc ngoáy. Mày mới đến đây, thấy mày đẹp đẽ non tơ nó đã ghét mày rồi. Mày mắc lừa nó rồi. Tao đã bảo với mày là hôm nay chắc chắn không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì thằng Sĩ nó chỉ đến để xem hàng mày thôi. Còn cái thằng cần mày là thằng sếp của nó. Mày hiểu chưa? Con Quỳnh nó đang tiếp khách phòng nào? Phòng này anh ạ. Con Quỳnh đâu rồi? Anh ơi. Con kia, ra đây. Anh ơi, anh định đưa nó đi đâu ạ? Mày muốn đi cùng nó đúng không? Con kia, ra.